Trong tập trước, Quang đã di chuyển từ Thủ Đức sang quận 2, giữ cái nắng của 12 giờ trưa, để được trải nghiệm một siêu phẩm đặc biệt. Giữ đúng lời hứa ở tập trước, tập này Quang sẽ có một bất ngờ dành cho các bạn. Đó là Quang sẽ test drive chiếc xe VinFast VF7 một cách hết hiệu suất nhất. Đồng hành với Quang như tập trước là có anh Hưng và Quân Béo. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Quang Béo chậm chạp quá. Dạ quá đây, xin giới thiệu mọi người, đây là anh Tính nha. Đây là một trong những người anh rất là em Quang Béo rất là quý, tại vì anh ngày xưa lần đầu tiên Quang vào VinFast là chiếc VinFast đầu tiên em Quang bán là Tính hỗ trợ. Quang Béo có đâm phát nào chưa và anh Tính? Còn anh còn cái cam 360 nét ngoài giả lập kìa. Giả lập ở dưới cái sàn luôn. Xin bật mí một điều nữa là anh Tính không chỉ làm riêng về bán xe VinFast mà anh Tính còn mở cho mình một chuỗi shop showroom bán bông bán hoa rất là lớn tại quận. Một cái người bình thường Quang chia sẻ là thành một quý nhân. Ủa anh Tín, con này là bản eco hay bản con này lớp anh? Bản lớp luôn anh. Lớp xong có cửa sổ trời đấy. Bản full mới có cửa sổ trời. Cái này là option thì chọn thêm nha. Dạ. Tại vì khi mà cái xe bản những cái xe V7 á là nó sẽ là trần thép. Trần thép. Dạ. Nhưng cái này là khách hàng nếu mà VinFast đưa ra thêm một lựa chọn là trần kính cho khách hàng. Cái này như mắc hơn bản kia 25 triệu hay sao? Cái này là mắc hơn 25 triệu. Mấy một điều nha mọi người, là cái này là hãng gài nè, hãng bán cái này 25 triệu xong rồi kèm theo là hãng bán thêm cái miếng che nắng nữa. Xong rồi giới thiệu xem là phim cách nhiệt nữa. Đúng không? Gài đó. Nói chứ đùa thôi, nói chung là hiện đại. Không nhưng mà ok mà. Quan trọng không là nổi nắng quý vị. Công khai minh bạch mà đâu có biết làm lần đâu. Ở Việt Nam mình là thì nó nhiều khi là 12 giờ chưa bất tiện thôi, chứ còn nước ngoài thì cơ sở này quá tuyệt vời luôn. Mấy nhỏ cho mọi người là tức cả các dòng xe của VinFast sau này những cái con xe điện là hầu như là ngồi đồng dưới gầm, nên là cái trọng lượng của xe là đều nằm ở phía dưới, nó nặng nhất ở phía dưới và giúp cho con xe nó đầm hơn, đúng không anh Tính? Đúng rồi, xe là cái viên pin nó sẽ chảy full cái sàn xe ở phía phần người ngồi luôn, cho nên là cái trọng lượng của xe đó, cái trọng tâm của xe nó sẽ hạ thấp xuống. Mà cái đó là một điều mà hầu như tất cả các dòng SUV hoặc là CUV chưa làm được. Tại vì khi trọng tâm hạ thấp xuống thì khi chúng ta trải nghiệm cái xe nó sẽ ok hơn, nó đi nó đầm hơn, tuốt gió hơn. Với lại bật mí một điều nữa là ở dưới cái cục pin này sẽ có thêm một cái tấm thép cực là dày luôn để bảo vệ cái cục pin. Có 2 ly thôi, 2 ly hay 3 ly chống đạn được, khả năng là dày đấy, khả năng là có thể chống được những cục đá to cỡ chống đạn được không? Bằng cái trong bằng cái tay chống đạn được không? Trong đại được là hơi xịn luôn. Cái đó là mình là option thêm nữa. Khi mà mình là một chủ tịch hay là cái gì đó, mình có thể đặt riêng hãng. Đúng rồi. Là lên full kính chống mày đạn. Mày đặt được không? Ví dụ như là kính chống đạn rồi thân chống đạn. Quan trọng là mối quan hệ của mình có thân với là bác vượng như thế nào hay không. À dạ yeah. Thì khi mà mình đặt được những cái con xe đó là sẽ có đích thân chữ ký của bác vượng nằm ở trên con xe luôn. Phải không Quang? Hay Quang tính. Mát quá, mát rồi. Nói gì đúng rồi. Tấm kính này á là nó được sử dụng cái tấm kính nó như cái mắt kính của mình á. Hình như đi ra càng nắng nó sẽ càng tối lại thì phải. Đúng không anh? Nếu mà nhìn trên video thì thấy là nó mát lắm chị. Nhưng mà thực tế ngồi thì không thấy nóng luôn, không thấy nóng gì luôn á. Không, ban đầu là không nóng miếng nào luôn này. Mình cứ tưởng là nó sẽ rất là nóng, nó sẽ là một cái tấm kính bình thường như là những cái cửa sổ chờ panorama thôi, nhưng mà khi mà ngồi ra đây thấy chạy ra nắng là nó sẽ càng cảm giác thoáng lắm. Anh chị em nào mà nên thử nha. Nên thử cái gì cũng phải là mắt thấy mà tay sờ mới được nha. Cảm giác da phải thử chứ đừng có nhìn. Chủ yếu là nghe phán nha. Chủ yếu là ba anh em ở đây là kênh đang bị bóp. View mấy tuần nay không có tăng. Đi bút pha. Rồi anh pha. Có kênh xì ô tô Thủ Đức là cũng 7.000 phần phạt shop nha anh chị em nha, nhung hội mà. Cái này mình chạy thử ở đâu giờ hả Tính nè? Đấy, em chạy vô đây cái đoạn này nó vắng. Một cái đoạn đường mà rất là vắng và anh Tính bảo đảm với mình là mình có thể giảm hết ra, nhưng mà còn cái việc mà xảy ra sau đó thì anh Tính sẽ không lo liệu tới cho mình, không chịu trách nhiệm. Bao vô nó bao ra chết luôn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang và rất là vinh dự nha. Đây, như là video trước có nói với anh chị là được anh Tính, một trong những người anh đi trước của em Quang, hỗ trợ Quang rất là nhiều. Không biết kẹp cái này ở đâu để cho anh em dễ nói chuyện nha. Thôi mình kẹp ở đây đi, anh em nói lớn thì vẫn sẽ nghe mà, đúng không? Rồi,
À, rất là vinh dự khi mà được cảm ơn anh Tính rất nhiều ha. À, một cái bắt tay chân tình với anh Tính đã hỗ trợ cho Quang Béo test ride em xe này. Thì nãy giờ ngồi đằng sau cũng đã sơ sơ bộ là biết được một phần nào rồi. Nhưng mà có một cái đặc biệt này rất là hay khi mà quý anh chị mua cái xe này á. Cái chìa khóa rất là đặc biệt nha, quý anh chị mua màu nào là cái chìa khóa màu đó luôn quý anh chị. Xe này màu xanh là chìa khóa màu xanh. Mua xe màu xanh thì sẽ mua xe màu xanh chứ. Màu cam thì là nó sẽ ra màu cam. Đấy. Cái vô lăng này là được thiết kế kiểu đê cất. Và khi mà mình cầm vào nó cảm giác nó rất là bự ha. Thì xưa giờ cầm VinFast thì cái vô lăng này cũng rất là bự quý anh chị. Đi cất. Rồi bây giờ em Quang sẽ vào nha. Mình bấm xuống đúng không anh Tính? Đúng rồi, bấm xuống. À, còn giờ mình gạt lên thì sao? Chỉ ấn nút này gạt lên thôi đúng không? Không, cái bấm xuống thôi. Rồi. Giờ buông ra là chạy thôi đúng không? Đúng rồi. Nó, cái này nó có auto horn không? Auto horn à? Auto horn nó sẽ theo cái chế độ lái như thế này. À. Ví dụ như là tắt. Tắt chế độ chuyển chạy. Rồi, ok. Tức là Quang buông chân phanh ra xe nó không chạy. À, rồi. Nhưng mà nhắc ga vô thì sẽ chạy. Là nó sẽ chạy. Đúng rồi. Còn vậy bật đi. Ha. Nó sẽ buông chân phanh ra thì xe sẽ di chuyển chậm. À ok anh. Rồi em Quang, đầu tiên là Quang sẽ không test tiết kiệm ha. Em Quang xưa giờ test xe là không có xài tiết kiệm, một là normal hay là thể thao thôi. Rồi và hồi nãy đang vào số thì nó có cái màn hình cái cam đây, cái cam đây. Cái cam này nó có điều hướng luôn quý anh chị. Đây. Và nó giả lập luôn cả cái phần ở dưới nè. À, em Quang sẽ nhẹ một đoạn xem cán lên trên nó có hiện cái hình ở dưới hay không. Anh đi thì nó mới đây không? Đây, tại vì hồi nãy mình đang đậu im. Đấy, bây giờ nó giả lập nè. Đấy, đang giả lập nè. Ủa đâu rồi? Bấm cái nào anh Tính? Đây, đây, đây nè. Đó, nó đang giả lập nè quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy cái những cái bóng cây ở dưới cái xe mình không? Đó, nó giả lập hết ha. Để cho mình biết được là cái chỗ nào có ổ gà hay là không để mình né nha quý anh chị. Rất là hay nha. Rồi, đầu tiên thì hôm nay phải đây là ngồi lên cái xe phấn khích quá. Chưa có chỉnh ghế quý chị, thoải mái rồi đó quý anh chị ạ. Vô lăng cầm rất là sướng. Da thì cầm cứ như da nắp ba nhưng mà cầm rất là êm nha, rất là dày. Đầu tiên cái cảm giác em Quang muốn nói đầu tiên đó chính là cái phần vô lăng. Ủa cái này chợ lực điện luôn mà đúng không anh Tính? Chợ lực điện. Về cái chợ lực lái á, cảm giác nó rất là nhẹ nha, nhưng mà nó vẫn nặng hơn hãng xe Mazda CX-5. Nhưng mà nó rất là ok, đầm nha, rất là đầm luôn. Ồ, quá đầm luôn á quý anh chị, sướng lắm. Đây, thước lái đồ này nọ, cảm giác rất là sướng, chân thật lắm. Cái phần mà khi mà mình chạy qua đây nè, như đường đây, nó sẽ dọi thẳng lên cái vô lăng của chúng ta, còn một cái cảm giác nó rất là chân thật ha. Trên cái vô lăng này của chúng ta thì sẽ có cả adaptive cruise control nè. À, có một cái điểm chưa hay lắm đó chính là chưa có cái lẫy số vô lăng ha. Ủa đâu, xe này xe điện mà. Không, cái này là em Quang chưa được ưng em Quang chứ không phải là chưa được ưng cái xe nha. Ồ, bây giờ bấm cái càng, cái cảm giác cái càng khá là giống cái càng của trên nhà Mercedes-Benz nha quý anh chị. Bấm nghe đây nè, quý anh chị nghe nè. Đấy, quý anh chị nghe vừa cái càng nghe khá là giống với lại mệt. Và đặc biệt là bấm nó sẽ không có kêu liền hay nó sẽ kiểu như từ nhưng mà nó vẫn nhạy hơn nhà mệt một chút xíu. Rồi bây giờ đoạn đường này, đoạn đường trống nè quý anh chị. À, em Quang muốn chuyển qua driver đây. Rồi, thể thao. Rồi, bây giờ em Quang sẽ test nhẹ một đoạn ngắn ngủn ở đây thôi. À, để nói về cái cảm giác lái của em Quang nha. Đây quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì vừa rồi em Quang test khúc này chặn đúng không? Em vô đây em đi quay đầu ra. Rồi. Trong đây đường nó hơi mê cung một chút xíu quý anh chị. Ờ, bấm xuống luôn. Ờ, quay một góc khác luôn. Đây. Cái tiếng motor nghe rất là rõ đúng không? Cách âm rất là ok nha quý chị, mọi em xe gầm thấp mà như vậy cách âm khá là ok. Rồi, em Quang sẽ nhẹ ga một chút xíu nha quý chị. Ga rất là nhạy nha, đang để chế độ sport nè. Đấy. Xe bốc lắm quý chị ơi. Mua em này về khả năng nếu mà quý anh chị bỏ ra 4 tỷ để mua một con bọt che Cayenne thì con bọt che Macan thì em Quang nghĩ là con này cũng là một trong những sự lựa chọn xứng đáng cho quý anh chị. Bỏ ra với cái mức giá khá là thấp, chỉ loanh quanh 1 tỷ. Và để sở hữu em xe đó với giá 1 tỷ thì hãy liên hệ ngay cho anh Tính. Số điện thoại mà sẽ để trên góc bên trái cho quý anh chị ha. Sướng, 300 mấy mã lực luôn.
349 mã 500 Nm, hình như là cái 500 Nm nó cao hơn cả Porsche Cayenne, Porsche Macan thì phải. Porsche Macan thì động cơ chỉ có 3.0 thôi đúng không? 3.0 V6 khả năng không bằng em này đâu, em này chạy rất là sướng. Thật. Giảm ga nhẹ là có luôn quý anh chị, nên là chắc em sẽ để về bình thường thôi. Sport chạy chưa quen nó rất là bóp xe. Chạy cứ như là Ducati. Cái giật. Đây, ga nhạy nè. Cách âm tốt nè. Vô lăng thì vô lăng này hình như nó biến thiên đúng không anh Tính? Đúng rồi, biến thiên. Khi mà chạy chậm á thì vô lăng nó rất là nhẹ, như lúc nãy mình có nói với anh chị là vô lăng rất là nhẹ nha, nhưng mà khi mà mình chạy nhanh á thì cái vô lăng nó sẽ đầm, nó sẽ đầm lại. Êm quá, không nghe thấy gì luôn á. Thật. Đâu quẹo quẹo đường nào về tới. Quẹo đây về đúng không? Rồi thì đoạn test drive cũng quan chỉ như vậy thôi. Đấy, nói chung xe xiết đồ này nọ mọi thứ khá là ok, màn hình hiển thị đầy đủ hết. Khá là đẹp. Bạn cứ lái về showroom đi. Ok. Ok, chuẩn bị chạy về showroom nha anh chị em. Cảm ơn anh Tính hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay nha. Anh Tính cho xin lại số điện thoại của mình đi để dù như khách hàng mà có xe biết thương mà có nhu cầu cần tư vấn xe thì liên hệ cho anh Tính. Dạ. Số điện thoại của em là 0913 333 220. Dạ. Hỗ trợ các anh chị lái thử tận vườn nhà luôn nha. Tận vườn luôn. Tận vườn. Tận vườn không dám. Nhưng mà anh Tính vẫn sẽ hỗ trợ khách ca đêm nha quý anh chị. Ok, 20/24 thôi. Anh chị 4 tiếng để nghỉ ngơi. Rồi chứ không phải thông tin của anh Tính thì em sẽ để phía dưới nha. Anh chị có nhu cầu cứ liên hệ nha. Nói tính ra là anh Tính mà hỗ trợ ngày hôm nay là anh Tính đã có được 10.000 khách hàng biết tới anh Tính rồi đó. Kênh anh Hân là đã 7.000, kênh em là gần 3.000 rồi. Kênh Quân 1.000 nữa. Ở kênh em 2.000 mấy gần 3.000, kênh Quân 1.000 nữa. Đó 10.000 quý anh chị, 10.000 biết tới anh Tính, 10.000 người. Đấy. Thì đây là một trong những cuốc xe trải nghiệm khá là đắt giá của anh Tính. BR cho anh Tính không tốn tiền. Vlog mày coi. Tôi già. Kênh đang vlog sẵn rồi. Kênh đang vlog sẵn. Vừa đi hoàn bị bật nhiều. Đâm thẳng luôn hả? Không không, bị em quẹo đi chị cái shop hoa nó thẳng như nhìn thấy. Cái gì? Cái shop hoa của anh. À cái shop hoa trọng á hả? Bình ra nó còn cố nó chen như quý anh chị đã thấy là em quăng ra giữa đường nhưng mà vẫn cố chen lên. Đó là họ lý do tại sao là gây tai nạn rất là nhiều đối với những cái người như thế này. Vlog mình mới nói chứ bình thường mình sẽ không nói về những cái thành phần này đâu, tại vì quay vlog thì mình sẽ gặp được những cái thành phần này. Mình chạy xa mà còn tưởng là mình đúng, đi qua nhìn còn nhìn người ta nữa. Tại quý anh chị. Con này nó chưa có mấy cái adaptive đúng không Tính? Chưa kích hoạt. Chưa kích hoạt thôi đúng không? Chứ những cái phần cứng là chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhưng mà ga tự động thì vẫn xài được đúng không? Đúng rồi. Sau đấy rồi lại nói trước thì em lái xe cẩn thận hơn. Em cứ tưởng là adapt nó đã kích hoạt rồi. Adapt kích hoạt tức là nó sẽ kích hoạt luôn giữ làn đường rồi đánh lái đi. Nhưng mà cái sao nó không kích hoạt sẵn trên xe lái thử luôn này. Cái xe này chắc là đó là cái xe demo. Demo trước, chuẩn bị trước khách hàng trải nghiệm thôi. À dạ, chưa gắn cái. Nên là công nghệ nó vẫn chưa có đúng rồi. Chưa gắn radar. Có radar. Có radar nhưng mà ý là nó chưa có cái gắn dây điện vô thôi, chưa kích hoạt thôi. Cả nước. Cả nước luôn, bán xe cả nước luôn. Đó thì chị nào có quan tâm về giá xe hay bất cứ một cái gì liên quan đến VinFast xe hơi nha thì có thể gọi điện cho anh Tín. Rồi em cũng xin cảm ơn rất nhiều. Và giá xe này thì hiện tại chiếc Plus này
có cửa sổ trời nha, là 999 triệu cộng thêm 25 triệu tiền cửa sổ trời này nữa. Không hề quảng cáo. Ok quý anh chị, thì chắc là bây giờ quay sẽ di chuyển về siêu thị ở lộn về bên Vincom Thảo Điền nha quý anh chị. Đấy. Thì trả xe về lại cho anh Tính. Thì sau một chuyến đi quay vlog rất là bất ổn, anh Tính đã thoát tim mấy lần. Nói chứ thôi thì xin cảm ơn anh Tính rất là nhiều. Mai mốt em quay hứa sẽ không báo anh Tính như vậy nữa. Rồi. Số quan gọi là anh mượn rồi quan. Chắc luôn đây, chắc luôn đi anh. Mày này nó anh em bị phát nó nhiều lắm. Sợ lắm. Thế là mà giờ nghe thấy quan gọi là tắt máy rồi. Mấy ông kia nghỉ chơi hết đó. Ok quý anh chị. Rồi thì nếu quý anh chị thấy video này hay cho quay xuống một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới nha. Để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang. Và em Quang sẽ ghim lại cái số điện thoại của anh Tính ở bên phía dưới phần mô tả nha. Quý anh chị có mua VF7 thì cứ liên hệ ngay cho em Quang nha quý anh chị. Rồi, lộn, liên hệ ngay cho anh Tính nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Buổi trưa quý anh chị nó hơi nắng quá, cái xong rồi cái dây thần kinh nó hơi nở ra quý chị, nó hơi chạm xíu. Chạy hẳn được đúng không anh? Rồi ok, bye bye quý anh chị nha. Dưới kia cái Quang ơi. Anh không cho em đảo một vòng xuống tít dưới gần chỗ Cataview á. Đó. Em hỏi vào đây được không? Em bảo không, cái thằng bên kia quay đầu em. Đâu, cái này là đường, này là đường dòng dưới cầu. Thì nếu mà anh xuống dưới anh bọc qua đây thì nó sẽ đi ra đây mà. Hồi nay hai anh em gửi xe ở đâu? Em gửi dưới hầm anh ạ. Dưới hầm luôn. Thằng chạy áo quá. Hôm nay không biết đường á. Nó qua lúc nào nó qua đó. Xe mình im nữa. Xe mình nó êm ghê. Chạy phía sau không hay đâu. Nhưng mà có nhiều chiếc xe điện nha. Nó chạy qua em nghe tiếng rít điện của nó. Nếu mà yêu ít nó có cho sạc chung với lại chặn cũng khác nè. Không. Ổ thì giống nhau đấy, quan trọng là cho phát mở cho mà. Đúng rồi. Cho làm. Hiện tại là chưa rồi đó. Không. Nhưng mà cắm chung xài với bọc che được đúng không anh? Che ý là chạm để sạc. Chạm của BYD hả? Hay là chạm của nhà bọt con Taycan với lại Tesla là như cắm của VinFast được luôn hay sao á? Cái chuẩn là nó sẽ sử dụng chuẩn châu Âu là chuẩn chung á. Nhưng mà trên hệ thống nó không có nhập vô đăng ký, là hệ thống không cho đăng ký thì đâu có sạc được. Bây giờ mở công ty mở chạm sạc đó. Sau này là sẽ cho như là phụ sống tại nước, sau này là mấy cái xe điện khác là phải đăng ký đó. Mấy ông bị bạn chạy cũng chưa. Nghề tài của sinh cờ lắm anh. Rồi, tới nơi rồi. Quay xuống hàm được không? Xuống hàm luôn đúng không anh Tính? Hay là thả hai anh xuống ra lấy xe đi. Ok luôn. Trong hàm đó, À, cũng hàm này luôn hả? Đúng rồi. Vậy sao nãy hỏi gửi xe hầm này sao kêu gửi hầm bên kia? Hầm này. Này đúng rồi. Có cần đưa thẻ gì không anh Tính? Gửi hầm này mà sao đi hồi nó ra túc bên kia. Nó tự ô tô đèn đúng không? Mình đâu cần bật đâu đúng không? Đèn này thấy trần kính nhưng mình đi bật máy lạnh lên cũng không nóng lắm. Nó nóng hết trơn kia. Giống như kiểu cái đồ phòng. Quá đẹp. Bên này anh Tính. À, anh Tấn chuẩn bị cắm sạc. Nhưng còn mã QR.